Xin chào các bạn. Philippines là đất nước trải dài trên một vùng địa lý vô cùng rộng lớn với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ. Có thể chúng ta nhiều lần nghe thấy cái tên đảo Luzon, nơi đón nhiều cơn bão trước khi di chuyển vào Việt Nam. Nhưng ở đây còn nhiều vùng lãnh thổ đặc biệt không hề kém. Một trong số đó là Palawan, nơi lưu giữ nhiều cái nhất của Philippines, là một vùng đất chắn giữa Biển Đông với lãnh thổ phía đông của Philippines. Và thậm chí ở đây có một ngôi làng với cộng đồng người Việt rất đông đảo. Đầu tiên, hãy nói về Palawan trước đã. Palawan là một tỉnh lớn của Philippines. Mặc dù đảo Palawan chỉ xếp thứ 5 về mặt diện tích tại Philippines, sau các đảo Luzon, Mindanao, Sama và Negros, nhưng cả tỉnh Palawan có tất cả 1.780 hòn đảo lớn nhỏ. Một trong số đó có đảo Palawan là đảo lớn nhất. Với tất cả những hòn đảo đó hợp lại, Palawan là tỉnh có nhiều đảo nhất của Philippines, đồng thời cũng là tỉnh có diện tích lớn nhất nước này, với tổng diện tích là 17.030 km2. Ở phần đầu mình có đề cập rằng Palawan là giải đất che chắn Biển Đông với Philippines. Thực ra nó không che cho cả Philippines mà chỉ một phần thôi. Nhưng đó là một phần đất rất dài. Riêng tỉnh Palawan có hơn 1.700 hòn đảo, và từ đảo đầu tiên tới đảo cuối cùng của tỉnh này có khoảng cách gần 700 km với nhau. Riêng đảo Palawan, đảo chính của tỉnh này, cũng có chiều dài lên tới gần 450 km, nằm thoai thoải ở phía tây nam của Philippines. Khu vực Palawan này vì thế là một nơi che chắn Biển Đông với biển Sulu ở phía trong. Vị trí này rất đặc biệt. Nhưng thậm chí Palawan còn có một điểm đặc biệt hơn, đó là nơi duy nhất của Philippines không hề có động đất trong quãng thời gian kéo dài cả thế kỷ. Cần phải biết rằng Philippines là một đất nước rất nhạy cảm với các thiên tai như bão lũ động đất, nhưng Palawan lại là khu vực khác biệt. Bão ở Philippines là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng ở Palawan thì lại khác. Phần lớn các cơn bão hình thành từ Thái Bình Dương ở phía đông của Philippines, đi vào các đảo ở phía bắc rồi tiến vào Biển Đông của Việt Nam. Nhưng Palawan lại nằm ở khu vực Tây Nam nên ít khi chịu ảnh hưởng của bão. Thậm chí mưa bão ở đây cũng không xuất hiện nhiều trong năm, dù chỉ là phần rìa của các cơn bão mà thôi. Khu vực này có nắng gần như quanh năm, nhiệt độ ở đây cũng cao với trung bình khoảng 31 độ C. Nhưng người ta khuyến khích rằng nếu đến đây thì tháng 6 là thời gian lý tưởng nhất. Đó là lúc vừa có nắng đẹp, độ ẩm lại đỡ nhất. Ngoài ra, thời điểm đó, việc di chuyển bằng máy bay cũng thuận lợi qua các vùng khác của Philippines. Có một điều đặc biệt là riêng Palawan có tới vài sân bay khác nhau. Đơn giản vì giải đất này của Philippines rất dài nên có nhiều sân bay được phân bố ở trên đó. Còn về dấu ấn người Việt, quả thực Palawan từng là nơi cư trú của một cộng đồng người Việt đông đảo từ giai đoạn cuối những năm 70 của thế kỷ trước. Cộng đồng người Việt đã hình thành sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Việt Vin là tên gọi của một cộng đồng người Việt sống tại vùng rìa thành phố Puerto Princesa, miền trung đảo Palawan. Thành phố Puerto Princesa được xem như là nơi sạch nhất của đất nước này. Ngôi làng Việt Vin diện tích vào khoảng 13 hectare, vào những ngày đầu có hơn 200 gia đình, có nhà thờ, chùa chiền, nhà hàng và điểm vui chơi cho trẻ em. Khác với sự náo nhiệt và phát triển tại trung tâm thành phố với nhiều khu nghỉ dưỡng, lúc nào cũng nhộn nhịp du khách, Việt Vin là ngôi làng bình yên với những ngôi nhà khiêm tốn làm bằng ván gỗ. Hơn 2 thập niên trước, gần 2.000 người Việt đã sinh sống và thành lập một cộng đồng sôi nổi tại đây. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, nguồn ngân quỹ của cộng đồng bắt đầu cạn dần. Hầu hết người dân rời đi đến những nước khác như là Mỹ, Canada hoặc Australia. Nhiều người Việt ở lại thì kết hôn với người Philippines và cũng không còn sinh hoạt trong cộng đồng nữa. Cũng kể từ đó, cộng đồng người Việt bắt đầu đi xuống. Những ngôi nhà mục nát dần sau nhiều năm bị bỏ hoang. Và dần dần thì những gia đình còn lại cũng đã rời đi. Ở đây từng có nhà hàng Việt Vin, ban đầu do các gia đình Việt và Philippines cùng nhau kinh doanh, nhưng giờ sang tên hẳn cho người dân bản địa. Dù vẫn còn đó những bức vách bằng tre hay vật trang trí mang dáng dấp Việt Nam, nhưng món ăn tại nhà hàng được cho là thiếu sự đậm đà của hương vị Việt. Giờ đây, có thể nói cộng đồng người Việt đã gần mất đi sự hiện diện của mình tại Palawan. Nhưng sau tất cả, Palawan là nơi nổi tiếng nhất vì cảnh trí thiên nhiên tuyệt vời. Như đã nói ở phần trước, đảo này hay tỉnh này được vinh danh là một trong những đảo đẹp nhất thế giới. Không chỉ một mà là rất nhiều lần. Nơi đây nổi tiếng với nhiều thứ, từ làn nước trong xanh của biển, các vách đá dựng đứng, hang động kỳ bí, đầm phá trong xanh và những khu rừng rậm xanh mướt
nổi lên giữa đại dương. Có quá nhiều cảnh trí đặc biệt và đa dạng tại Palawan. Palawan nằm trong khu vực tam giác san hô, gồm các vùng biển nhiệt đới giữa Philippines, Indonesia và Papua New Guinea. Nơi đây được mệnh danh là Amazon của đại dương, với nhiều dạng san hô trải dài vô tận, số lượng các loài cá nhiệt đới và sinh vật biển thuộc loại nhiều nhất trên thế giới. Điều đó thực sự đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho sự đa dạng của Palawan. Các khu vực san hô xung quanh của đảo này tạo nên một thế giới đầy màu sắc và môi trường sống vô cùng phong phú đa dạng. Nhiều nhà thám hiểm nổi tiếng thế giới đến đây đã tuyên bố rằng Palawan là một trong những nơi có cảnh quan biển đẹp nhất trên thế giới. Palawan có những làng chài nhỏ nằm rải rác quanh đảo, được mệnh danh là biên giới cuối cùng của đa dạng sinh học. Hòn đảo này có những hiện vật có niên đại trên 50.000 năm. Những quần thể sinh vật hiếm hoi và rất đẹp cũng được tìm thấy trên những hòn đảo ở đây, từ loài cua tím đến loài chuột hươu, tê tê hay những loài bướm xinh đẹp. Ngoài điều kiện tự nhiên phong phú, Palawan còn có những hang động được cho là cái nôi của nền văn minh Philippines. Các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy đồ gốm, đồ trang sức và các công cụ có niên đại lên đến hơn 47.000 năm tuổi. Đây chính là bằng chứng cổ xưa nhất về con người được tìm thấy ở Philippines, chứng tỏ rằng mọi người sống ở đây một thời gian rất dài. Như vậy có thể thấy, Palawan của Philippines hấp dẫn đến như thế nào? Từ sự đặc biệt của giải đất này với điều kiện tự nhiên phong phú, các giá trị về văn hóa lịch sử, mà còn bởi có một cộng đồng người Việt từng sinh sống đông đảo ở đây. Hy vọng qua video này, các bạn đã biết thêm về một vùng đất thú vị của Philippines, một hòn đảo rất đẹp và cũng rất đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Trước khi rời đi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.